Xin kính chào chị khách hàng. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại Clubhouse của dự án Green Center. Vị trí Giang đang đứng đây là hồ bơi của dự án Green Center anh chị khách hàng nhé. Thì khu vực đây là khu vực Clubhouse. Thì bên tay trái của Giang đây là khu vực của những căn shophouse bao gồm 4 phân khu. Và phía sau lưng cái Clubhouse này á là những căn villa anh chị khách hàng nhé. Nếu anh chị khách hàng nào muốn tìm hiểu để mình sở hữu một cái bất động sản có giá trị tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai thì có thể đến để mình tham quan thực tế cái dự án Green Center này có những gì. Thì trước khi mà sở hữu thì Giang cũng chia sẻ một vài hình ảnh tại dự án Green Center này cho anh chị khách hàng xem qua bằng flycam anh chị khách hàng nhé. Thì như những hình ảnh mà anh chị khách hàng thấy trên flycam á, thì đây là những phân khu về shophouse nè và những phân khu về villa. Thì kế bên dự án của chúng ta là có một cái sân góp cực kỳ là rộng và đẹp luôn anh chị khách hàng ạ. Và đây là một trong những sân góp lớn nhất của tỉnh Long An luôn. Hiện tại sân góp của chúng ta là có 18 lỗ. Thì hiện phía chủ đầu tư sân góp là làm thêm 9 lỗ nữa, là tổng cộng là 27 lỗ. Với một cái sân góp sở hữu 27 lỗ như vậy, có thể nói Westlake Golf là một trong những sân góp lớn nhất của tỉnh Long An đến thời điểm hiện tại anh chị khách hàng nhé. Và phía sau dự án của chúng ta và phía sau sân góp đó là một quỹ đất được thâu tóm bởi tập đoàn Vingroup. Thì sau này sẽ xây dựng một cái khu đô thị Vinhome mới tại Đức Hòa Long An, là vị trí của chúng ta luôn. Thì như trên bản đồ anh chị khách hàng thấy nè ha, thì quỹ đất của Vinhome là sát bên cái sân góp này. Và sau này anh chị sở hữu những cái căn shophouse, những căn villa của dự án Green Center thì chắc chắn khả năng gọi là sinh lợi trong tương lai cực kỳ là cao luôn. Tại vì số lượng trong cái khu góp của chúng ta là nó có giới hạn, không quá nhiều để mà tạo sự cạnh tranh cao. Do số lượng có hạn mà bên cạnh mình là nhà đầu tư mình mua, thì bên cạnh nó có những người họ mua ở, thì nó càng gọi là giới hạn hơn nữa về cái mức độ gọi là đầu tư. Thì sau này anh chị khả năng anh chị bán lại nó cũng cực kỳ là dễ dàng luôn anh chị ạ. Hoặc là anh chị có thể mua những căn shophouse, anh chị có thể bán lại cũng được, hoặc là anh chị có thể cho thuê để khai thác gọi là theo thời gian luôn. Và đó là một cái tài sản giá trị, đúng không ạ? Rồi, nếu anh chị nào quan tâm tìm hiểu cái dự án Green Center thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại Giang để ở dưới màn hình này ha. Thì anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với Giang. Giang sẽ mời anh chị, sẽ có ô tô đưa đón anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh đến dự án để mình tìm hiểu và tham quan thực tế dự án, và mình tham quan sân góp 27 lỗ luôn anh chị khách hàng nhé. Hẹn gặp lại anh chị tại Green Center và sân góp Westlake Golf. Xin chào anh chị khách hàng.